Chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về diễn biến từng tháng tuổi Bính Dần 1986, nữ mạng năm 2021. Tháng 1, đón xuân năm mới bên gia đạo, bản mệnh có nhiều niềm vui đưa tới trong cuộc sống hoặc trong công việc. Tháng 2, đây là tháng bản mệnh có lộc về mặt tiền bạc. Tuy nhiên, cần chú ý giữ gìn sức khỏe vì trong tháng này, bản mệnh có thể bị bệnh liên quan đến thiếu máu. Tháng 3, làm mọi việc trong tháng này, bản mệnh nên chú ý việc đi lại xe cộ cẩn thận, sẽ hạn chế được những điều không may. Tháng 4, công việc làm ăn kinh doanh của bản mệnh trong tháng này, bị người ngoài phá hoại. Bên cạnh, có thể có chuyện buồn phiền đưa tới. Tháng 5, tháng này, bản mệnh có sự tiêu pha nhiều tiền bạc cho công việc và cuộc sống gia đạo. Ngoài ra, sức khỏe của bản mệnh trong tháng này, cũng không được tốt. Tháng 6, công việc làm ăn của bản mệnh trong tháng này không có nhiều chuyển biến đáng kể, cơ bản ổn định, bình thường. Tuy nhiên, lưu ý có thể gặp phải cửa quan pháp lý. Tháng 7, trong tháng này, bản mệnh cẩn thận trong nhà có người già bị ốm đau, bệnh tật lâu ngày và khó khỏi. Tháng 8, bản mệnh khi ra ngoài cần chú ý xe cộ hoặc các bệnh liên quan đến máu huyết khó lưu thông hoặc thiếu máu. Tháng 9, đây là tháng bản mệnh gặp nhiều chuyện vui và may mắn. Tuy nhiên, lưu ý công việc có thể gặp trở ngại trong tháng này. Tháng 10, bản mệnh có sự mở rộng công việc trong tháng này. Đây là tháng rất thuận lợi cho sự nghiệp của bản mệnh phát triển. Nhưng khi ra ngoài, bản mệnh nên lưu ý về lời ăn tiếng nói. Tháng 11, tiền bạc của bản mệnh trong tháng này hao tán, tiêu pha nhiều. Tuy nhiên, sức khỏe của bản mệnh cần chú ý. Tháng 12, tháng này gia đạo của bản mệnh hòa khí kém, cẩn thận có thể mất mát tiền bạc, của cải. Sức khỏe 2021, tuổi Bính Dần 1986 nữ mạng. Sức khỏe của quý nữ trong năm tương đối ổn. Tuy tuổi còn khá trẻ, nhưng gặp phải nạn tai nguy hiểm nên sức khỏe yếu kém trong năm. Vì thế, quý nữ hãy cẩn thận và đề phòng nạn tai. Đặc biệt chú ý quan sát khi điều khiển phương tiện giao thông. Không may xảy ra va chạm, nguy hiểm đến tính mạng, cái chết. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.